vào khi nào mà kiểu như là cô giáo sạch sẽ mình cho nó ra, xong rồi mình đuổi nó một buổi gì đấy, xong mình lại đuổi nó vào. Em bị sợ là nó phi vào người không nhỉ? Phiền hả? Con này nó lành ạ. Chị cầm cái giá ngô hạt đi đâu là nó chạy theo vậy. Ừ, hay nhỉ. Quả này chú em được. Mỗi lần mình bấm vô cái chuông đó là nó nghe một thằng ra cho mình ăn liền. Nó hiểu. Đây mẹ rửa này. Để đó để mẹ rửa cho. Dao mày vừa rửa xong. Chị mà nuôi cái này ấy, chị mà nuôi cái này mà chơi với nó là thời gian chị không muốn về Hà Nội đấy. Thật chị nhớ nó, nó thích vuốt ve gãi rồi mà hát sạch trong con này nó sạch bóng. Bọn này nó dễ thương lắm, thực sự là dễ thương nhỉ. Mình có tắm đâu, mình có tắm nó sạch ạ. Con này nó không tắm đâu nhưng mà nó sạch ạ. Nó sống sạch mà nó lại kiểu ăn cũng mà sạch nó không hôi ấy, mà cứ đến chơi với nó nó mấy khu du lịch nó cho chơi với bọn hươu được mà. Đúng vâng. Rồi anh chị mà cứ có kiểu mọi người lên tham quan đấy là như thế nó thích mà thật sự mà anh nó thích trải nghiệm lắm chở đúng rồi nhưng mà xe chở bán tải thì phải cho vào lồng, còn nếu mà anh xe tải nhỏ thì có thể thả nó không? Cho vào lồng là nó cũng không có ý kiến gì đấy. Không sao cả. Bây giờ người ta thuần nó thật kỹ để dẫn đi phố đấy. Nước này là bố cắm để làm gái nhá. Mà chưa kịp đấy. Thì bây giờ chuẩn bị mãi lắm. Hai cặp nhung tương đương nhau anh nhé, tương đương nhau về chất lượng nhé.
gập mật ong lên. Còn cái huyết kia thì để em gửi cho chị qua Zalo. Có ông mà đưa huyết này cho ông thì ông thích. Ngon thái chưa kịp giã đông. Như thế này nó không bị mất huyết nhưng mà để mềm quá ra. Quá đẹp luôn. Có hẳn á, có cần phải hai ấy không hay là một một, nếu mà đủ thì em bỏ một thêm cho em đấy. Không đủ, không đủ. À bỏ vào cái hộp to luôn. Chị đổ gặp mật ong một cái thì là chị không cần phải bảo quản lạnh gì nữa đúng không? Không, không bỏ ngoài. Cái này về không, thỉnh thoảng mở ra và nhấn nó xuống. Okay. Nhấn có cái nào nó đang phản ứng hóa học làm chín ấy, nó sẽ sùi bọt lên. Cái dụng cụ gì đấy cho đấy. Nó cắm chìm xuống là được đúng không? À. Đấy giống như của em bây giờ thơm lạ, còn mới đầu hắn làm chín thì hơi khó ngửi. Ừ. Hắn chưa chín hẳn. Ừ. Xem cái nào nó vừa hơn. Thứ hai cái. Đấy, anh cho em thêm một cái ấy nữa đi em. Tí nữa nào. Không, cái đá. Đá vào cho một cái được không? Được. Không được. Vì nó chỉ đến có nửa nửa hộp mà. Cái lọ đấy là gì em? Đá. Đá chị. À đá. Đá đúng rồi. Ui giời, mình đang tưởng cho mình lon sữa ấy chứ. Anh Hiền ơi cho thêm em một cục đá nữa. Thế thì chỉ cần như này thôi, anh chỉ về thôi được không?